Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của QD và mình là Quốc Trân. Yeah, chào mừng mọi người quay trở lại. Video hôm nay á, là một video rất là đặc biệt. Quốc muốn hướng dẫn cho mọi người các cách tạo khối sáng. Và đầu tiên thì mình phải giải thích là khối sáng là gì. Khối sáng là một cái sản phẩm, một cái kỹ năng, một cái bước trong trang điểm. Nó sẽ giúp cho cái lớp nền của mình bật hơn, sáng hơn, tươi sáng hơn, và đồng thời nó cũng làm cho cái khuôn mặt mình nó sắc nét hơn. Cái phần khối sáng này mình sẽ sử dụng khi mà mình đi chơi, đi tiệc, mình cần những cái sự mà nổi bật rõ ràng, và đồng thời những lúc mình đánh mắt đậm hay là mình muốn một cái lớp makeup mà mọi người thấy thường thấy trên Instagram mà nó sắc sảo, nó sáng tối rõ ràng đó, thì cái bước khối sáng nó sẽ là bước này. Và đồng thời trong video này cũng sẽ giải thích cho mọi người cái vị trí nó ở đâu, cái lượng nó là bao nhiêu và có bao nhiêu cách đánh và cái sản phẩm nó là gì luôn. Và bây giờ mình cùng bắt đầu video thôi. Mình sẽ không dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Đầu tiên là cách đánh tạo khối sáng bằng phấn. Mình sẽ dùng một cái hộp phấn. Thứ nhất, cái loại phấn này nó phải là một dạng phấn nền, hoặc là một cái loại phấn mà nó có độ che phủ chút xíu. Nó phải nằm bật hơn cái lớp phấn xung quanh của mình. Nghĩa là vùng khối sáng của mình là vùng trung tâm đây. Nó là vùng chữ T và vùng chữ V và cái vùng càm này. Thì cái phấn này nó phải có một cái độ che phủ nhất định, một cái độ bật màu sáng lên nhất định. Và nó phải sáng hơn cái màu của nền của mình khoảng 2 tông, khoảng 2 đến 3 tông tùy ha. Nếu mình muốn cho một cái lớp thật là bật sáng lên luôn á thì mình dùng 3 tông, còn mình thường mình dùng 2 tông, hoặc là mình có thể dùng 1 tông rưỡi cũng được. Cái phần khối sáng này là khoảng 10 năm về trước á mọi người. Thì người ta đánh cái phần khối sáng rất là nhiều. Và hiện tại á, ở bên những cái trending ở Instagram và những beauty blogger, họ cũng đánh nó bật sáng rõ ràng luôn. Tại vì họ muốn show up cái sản phẩm đó, họ muốn cho cái sản phẩm đó nó nổi bật, thấy rõ ràng, cho nên họ sẽ đánh bật sáng như vậy. Nhưng mà những cái hình ảnh đó nó lại không phù hợp khi mà mình trang điểm để mình đi chơi, mình đi tiệc, mình đi những cái buổi nhẹ nhàng mà mình vẫn muốn tạo khối sáng. Thì mình sử dụng cái màu phấn nó sáng hơn chút xíu thôi, hoặc là 2 tông thôi, để cho lúc mình đi tiệc đêm á, nó sẽ bật sáng rõ ràng hơn, phần xung quanh khối nó cũng rõ ràng hơn. Hai cái phần này sẽ là phần tương phản với nhau, một bên là sáng và một bên là tối. Một bên sẽ làm nhỏ mặt mình, một bên nâng cái mặt mình lên. Mọi người lưu ý là phần khối sáng nằm ở trung tâm mặt, còn phần bắt sáng là những phần ở li ti, những vùng nhỏ trên mặt mình. Chút xíu nữa Quốc sẽ hướng dẫn các bạn lại nó luôn, để mình dễ phân biệt hơn và mình dễ gọi tên hơn nữa. Ở đây Quốc sử dụng phấn nền của Golden Row. Mình sẽ dùng cái hộp phấn này và mình dùng cái trọ nhỏ, nó nằm vừa với cái vùng highlight này luôn, và mình chấm cái phấn vô đây. Đây là cái cọ mới mọi người, rất là đẹp, rất là dễ thương. Nó mình sẽ chấm cái phấn nền này lên đây cho nó có một cái lượng phấn rõ ràng nhất định ở trong cái cọ trước, và mình blend từ trong. Wow, cái vị trí của khối sáng nó nằm ở vùng dưới mắt mình, và nó như là một phần tam giác gì đó. Và đối với phần khối sáng này, nếu mà mọi người muốn cái mặt mình nó trông dài ra, ví dụ bây giờ mình đang bị mặt mình đang bị bè, bị mập quá, thì mình kéo cái phần khối sáng này dài xuống chút xíu, để cho cái phần khối sáng nó sẽ kéo cái phần trung tâm mặt mình dài ra, thì mặt mình nó sẽ trông đỡ bị bè ra hơn. Đó là một kỹ thuật đánh lừa thị giác trong trang điểm đó mọi người. Mình sẽ cho thêm chút xíu nữa để cho nó đồng thời che luôn cái quầng thâm. Cái bước này cũng là cái bước che bớt cái quầng thâm của mình nữa. Và mọi người thấy cái phấn này khi mình đánh lên, mình blend lên là nó bật cái màu phấn lên liền, nó rõ ràng lên liền, nó cắt biệt màu này và màu phấn khác nhau rõ ràng, thì nó mới gọi là khối sáng. Mình phủ một cái phấn mà nó gần gần như màu nền của mình thì nó đâu gọi là khối sáng, đúng không mọi người? Đây, mình sẽ blend cho nó đều ra, cho nó nhìn nó có khu vực ở đó nhưng mà nó vẫn lan đều ra. Mọi người nhớ, nếu mà mình không tạo khối bằng kem, mình tạo khối bằng phấn, thì mình sẽ sử dụng cái dạng phấn như vậy ha, nó mới rõ ràng cái vùng khối sáng của mình ra. Wow. Và mình cũng lưu ý cái cọ sử dụng cho phần khối sáng nó cũng phải là nhỏ nhỏ, vừa vừa với cái vùng này ha, không quá to cũng không quá nhỏ, để mình có thể điều khiển được cái lượng mà blend ra, không có bị cọ quá lớn, hoặc là nó không có bị quá đi xa khỏi vùng này của mình. Vậy thì khi mà mình tạo khối sáng bằng phấn, nó sẽ cho một cái lớp khối sáng nó nhẹ nhàng hơn, nhìn nó không bị quá bật cái nền mình lên, và cho một cái lớp độ sáng vừa phải cho khuôn mặt mình, thích hợp cho những lúc mình đi buổi sáng, hoặc là mình muốn mình trang điểm nhẹ nhàng nhưng mình vẫn muốn cho cái độ bật cái mặt mình lên, thì mình sử dụng bằng dạng phấn nha. Cách tạo khối thứ hai đó là bằng dạng kem. Thì cái này chắc các người cũng biết, mình sẽ dùng cái kem che khuyết điểm mà nó cũng sáng hơn cái da mình. Ở đây Quốc sử dụng cái màu sáng vừa thôi, để nó không có bị giả trân quá, nó có một cái chút xíu gì đó natural xíu. Mình sẽ kéo
một cái đường này. Wow. Mọi người nhớ khi mình blend lên á thì cái lượng khối ở trên đây nó cũng phải là vừa phải, nó không quá nhiều nha. Để khi mà mình, lúc mà mình blend ra nó còn trừ hao cái lượng kem nó nằm ra nữa. Khi mình cho cái lượng kem ở trên đây quá nhiều á, lúc mình blend ra nó cứ còn kem và còn kem và mình sẽ tán hoài. Đồng thời nó sẽ làm cho cái lớp này của mình bị dày lên. Mình cho một phần vừa đủ thôi, sau đó mình dùng cái cục bông mình blend nó ra. Đây là cái cách tạo khối gần như là căn bản trong những cái buổi make up cô dâu, make up slay chặt chém, make up đậm này nọ kia, thì mình sử dụng cái lớp khối sáng bằng cái này. Và khi bấm đánh bằng kem này thì mình sẽ cần cái sự thao tác nó cứng tay hơn chút xíu, nó chắc tay hơn chút xíu, để cho cái phần khối kem này nó nằm ở trên vùng này nhưng mà nó cũng không quá xa quá, nghĩa là nó không có gây cái ranh giới quá nhiều. Sau khi mình blend xong đây thì mình có thể mình dùng cái đầu cái cục bông mình tán cái vùng ranh giới cho nó mịn màng, cho nó ăn vô cái lớp nền của mình. Wow. Cái lượng che khuyết điểm trên đây á, thì mình có thể thêm nếu mình muốn cái độ sáng nó bật hơn, hoặc là mình lúc mình trang điểm cho cô dâu mình muốn cho nó thật sự rõ ràng ra, và đồng thời là những cái khuôn mặt mà cần cái tạo khối nhiều á, khuôn mặt có quá nhiều góc cạnh á mà muốn chỉnh sửa lại cái khối hình khối trên mặt mình thì mình sẽ cho cái phần này rõ ràng hơn. Còn không thì mặt mình bình thường, không có khuyết điểm gì nhiều lắm, không có cái gì mà nó quá nhọn quá bự lắm, thì mình cho một cái khối sáng vừa đủ trên mặt mình là đủ rồi. Có một cái kỹ năng mà Quốc muốn chia sẻ với mọi người, và cái kỹ năng này cũng là do Quốc nghĩ ra. Tự vì đã có quá nhiều lần mà mình không điều khiển được cái lượng khối sáng trên mặt, Quốc mới nghĩ ra là được một việc, đó là mình sử dụng cái chéo điểm này, mình kéo nó ra cái bảng trộn nền. Nếu mà mọi người cảm thấy quá nhát tay trong cái việc mà mình kéo lên, mình sợ nhiều, sợ dày á, thì cái việc mà lấy ra như vậy nè, nó sẽ giúp cho lượng khối kem, khối sáng của mình á, nó nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mình sẽ kéo ra. Wow. Kéo nó ra. Mọi người thấy thao tác này rất là quen đúng không? Giống như đánh nền vậy đó. Thì kỹ năng mình áp dụng qua cái này qua cái kia được bình thường không sao ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái khối kem được dặm nát trên bảng trộn nền này và mình blend lên. Ngay lập tức thì cái phần khối kem của mình nó sẽ được mỏng. Nó sẽ không có ranh giới, không có tester ngay lập tức trên mặt mình, và nó sẽ ăn liền trên da mình luôn, nó ăn cái da mình luôn. Thấy không? Mọi người thấy không? Wow, rất là thích luôn á. Tại vì có lần đó thì Quốc nghĩ ra cái việc này, mình làm cái này á, để cho mình điều khiển được lượng khối sáng, mình rất là vui lắm mọi người. Mình nghĩ được cái gì mà mình cảm thấy là mình tốt cho công việc của mình á, mình vui lắm, mình thấy rất là vui. Nếu như các bạn nào mà cái trán mình cao quá thì mình cho cái phần khối sáng này nó ngắn lại, còn trán mình quá ngắn thì mình dùng khối sáng này nó rộng ra. Rất là đơn giản đúng không? Nó chỉ là cái thao tác gọi là này, cân đối lại cái đường nét trên mặt mình thôi, không có gì mà ghê gớm lắm. Và mọi người cũng thấy rất là quen thuộc trong những cái dạng tạo khối, những cái bút che khuyết điểm mà nó có cái bông trên đây, thì mình cũng rất là đơn giản ha, mình chấm cho nó vừa phải cái lượng khối sáng trên đây thôi, mình đừng có chấm lên quá nhiều ha, cho nó vừa thôi. Sau đó mình dùng cục bông mình blend nhẹ nó ra để cho cái lớp khối sáng nó nằm ở trên đây và nó tan từ từ ra ngoài. Cái điểm mà khối sáng nó sẽ sáng nhất ở phần góc mắt của mình, hoặc là mọi người muốn cho cái khối sáng nó đều hết xung quanh con mắt mình cũng được. Ở bên đây là do lúc nãy Quốc đánh phấn á mọi người, nó bị bớt đấy không? Mọi người nhớ là cái phần kem không bao giờ nằm trên phần phấn. Kem xong xuôi hết thì mới tới phấn nha. Wow, rất ghê luôn á. Mình không hiểu sao mà tới lúc mà bắt đầu mà mình quay video á mọi người là da chai, rước con, bún riêu, canh bún, đi giao đá, bán đồ, đủ thứ xe chạy qua hết trơn á, mình đang ở rất là hiền hậu mọi người, tại sao mình lại phải gặp những cái mất nghiệp như vậy hoài vậy. Và sau đây là một số tip make up dành cho những bạn thích tạo khối sáng. Nếu mình phủ khối sáng bằng kem xong, mình muốn cho cái lớp nền mình nó bật cái lớp khối sáng ra rõ ràng, thì mình dùng phấn màu sáng đánh riêng cho vùng này thôi. Còn nếu mình muốn một cái lớp nền có cái lớp khối sáng thật là nhẹ nhàng vừa phải, thì mình phủ một cái loại phấn một màu tiệp màu cho toàn bộ khuôn mặt mình, để cái lớp nền của mình nó giữ cái là độ sáng vừa phải ở giữa. Một cái tip thứ hai đó là mọi người khi mà mình sử dụng những dạng kem khối sáng thì nhớ lựa những dạng có độ ẩm vừa đủ, đừng quá khô. Có rất nhiều bạn sử dụng khối kem bằng dạng bánh, nó đặc lắm mọi người, nó đặc, nó cứng lắm. Từ vì cái vùng mắt mình thường á là mình sẽ có những cái nếp nhăn như vậy nè. Nếu mà sản phẩm càng nặng này lên vùng mắt này á thì nó sẽ khiến cho cái nếp nhăn nó lộ rõ ràng hơn nữa. Nên mình nhớ những cái vùng nào mà gần con mắt mình thì cần cái độ ẩm luôn luôn á. Ngay cả những cái che khuyết điểm, ngay cả những
kem dưỡng hay là những cái gì đó là lên cái vùng mắt mình, nó vẫn phải có cái độ ẩm nhiều trong đó để nó cung cấp nước trong mắt mình, để mắt mình nó đỡ nhăn hơn. Những cái bước sau khi mình đánh lên đó, nó sẽ ăn vô hơn, nó sẽ mềm mại và nó dễ tán hơn. Hy vọng tất cả những cái tip make up nãy giờ mà Quốc hướng dẫn chia sẻ với cho mọi người á, sẽ giúp cho mọi người tạo phối sáng nó được tươi tắn, xinh xắn, nhẹ nhàng, mong manh hơn. Và là mong là phước phổ độ chúng sanh, bấm subscribe, like và bấm chuông ba cái. Video này để dễ dàng nhận thông báo của Quốc có video mới. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.